Thưa quý vị, chiến lược tái mở cửa nền kinh tế và tăng trưởng tự thân bền vững vẫn đảm bảo vị thế thu hút kinh doanh và đầu tư của Việt Nam. Trong quý 3 năm 2022, tổng sản phẩm nội địa GDP đạt 13,67%, góp phần đưa tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt 8,83%, cao nhất từ năm 2011 đến nay. Nhiều tổ chức quốc tế cũng có đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam. Ngân hàng HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 lên 6,9%, thậm chí là 7,2% theo dự báo của Ngân hàng Thế giới World Bank. Trên cơ sở nhu cầu trong nước phục hồi mạnh mẽ, cùng với hoạt động chế biến, chế tạo theo định hướng xuất khẩu vẫn tiếp tục phát triển vững chắc. Đà phục hồi mạnh mẽ thể hiện rõ nét tại đô thị năng động nhất cả nước, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 9 tháng đầu năm tăng khoảng 9,71% so với cùng kỳ, ước tính cả năm tăng 9,44%, vượt xa kế hoạch đề ra là 6-6,5%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đạt gần 805.000 tỷ đồng, tăng gần 26% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố qua cửa khẩu cả nước đạt gần 36 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Tôi cho rằng xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong vòng 5 đến 6 tháng tới. Tầng lớp trung lưu đang gia tăng, đang là động lực to lớn của nền kinh tế Việt Nam. Và chính phủ đang thiết lập các yếu tố hỗ trợ kinh tế Việt Nam trước những thách thức của kinh tế toàn cầu. Nhìn chung, Việt Nam vẫn được hưởng lợi từ dòng FDI mạnh vào năm sau. FDI sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam, giúp Việt Nam trở thành đất nước giàu mạnh. Theo kết quả khảo sát doanh nghiệp của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh về dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 so với quý 3 năm 2022, có 41,5% doanh nghiệp đánh giá tốt hơn, 36,3% giữ ổn định và 22,2% khó khăn hơn. Có 88,9% doanh nghiệp nhà nước có cái nhìn tích cực về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 4, trong khi tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 78,7% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 72,7%. Mặc dù là tình hình lãi suất huy động phải tăng, nhưng mà Thủ tướng nói rằng là phải cố gắng giữ lãi suất cho vay. Hay là thứ hai là cũng đang có những đề xuất để miễn giảm thuế chẳng hạn. Thì đó là những cái hỗ trợ hết sức là thiết thực để doanh nghiệp có thêm cái nguồn tài chính cho phục vụ cái vấn đề phát triển của mình. Doanh nghiệp cũng sẽ cố gắng để mà cải thiện cái hoạt động của mình và mở rộng thêm các cái mối quan hệ khách hàng mới để có thể có những cái đơn hàng mới để duy trì hoạt động sản xuất tốt hơn. Nhà tôi đánh giá rằng là thái độ cởi mở, chân thành, chịu tiếp thu của Việt Nam chắc chắn sẽ tạo cho Việt Nam là có thể khắc phục nhanh hơn những cái điểm nghẽn trong thu hút đầu tư. Việc nâng cao năng lực chống chịu, tính tự cường của nền kinh tế là yêu cầu cấp thiết, trong đó dựa trên 3 trụ cột kinh tế, chính trị, xã hội, giúp ứng phó linh hoạt, phù hợp, giảm thiểu rủi ro trước các cú sốc về kinh tế, địa chính trị, biến đổi khí hậu, môi trường. Chúng ta vẫn được đánh giá là một cái môi trường ổn định về chính trị và kiểm soát tốt dịch bệnh, kiểm soát tốt lạm phát và kiểm soát tốt tỷ giá. Thì chính vì thế mà cái việc thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước tôi hy vọng thời gian tới sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, đẩy nhanh hơn nữa cái chương trình phục hồi, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh để cũng là tạo cái nền tảng chúng ta phát triển bền vững. Trong bối cảnh thị trường thế giới thì đang thu hẹp, thì chúng ta đa dạng hóa cái thị trường thế giới, thì các doanh nghiệp phải có đủ tiềm lực để mà tiếp cận cái thị trường và giữ chân cái thị trường này. Thậm chí là chúng ta phải đa dạng hóa không chỉ ở những thị trường truyền thống mà phải sang thị trường mới và giữ cả cái thị trường trong nước đang phục hồi rất tốt. Theo các chuyên gia, Việt Nam cần tạo điều kiện dễ dàng hơn cho hoạt động kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, chia sẻ kiến thức và chuyển giao công nghệ. Trong đó cần hết sức ưu tiên cải thiện khuôn khổ pháp lý, thủ tục hành chính và ưu đãi cho doanh nghiệp. Các nhà đầu tư cả hai khối công tư cần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh để giúp Việt Nam chuẩn bị hành trang thật tốt cho tương lai.